ổn thôi. Mình kết được Victor ấy. Mình thích được Victor đấy. Spammer, không phải spammer mà thằng cứ thằng đánh pháp sư đi. Xong thằng kia đánh vẻ bài gì đó đam đam mà bất cứ bài gì cũng được. Đấy là xong. Đồ AP thì thằng này xài, đồ đam thì thằng kia xài. Bốn cái top 1 rồi ạ. Đấy, hai cái nước mắt luôn luôn đau. Luôn đau. Hơi nhiều nước mắt rồi đấy. Này khóc này. Một con lùn này. Lại còng lưng lại lao y rồi. Không, Samira giờ yếu lắm, đừng nên chơi. Khó chơi ấy. Mặn thì vẫn ok, thì nói chung là cũng không đến nỗi yếu quá nhưng mà khó chơi á, để đặt những sức mạnh của nó khó. Kim cương thêm tay ở ngoại mình, đội hình bạn có thêm một nhà phát minh được. Mình đánh nhà phát minh ván này bạn ơi, ván này mình sẽ làm nhà phát minh. Bây giờ tôi có thật sự có nấp sau ta vứt đi rồi, tôi chắc chắn là ấn đấu sĩ rồi đúng không? Thật sư nắm sau ta ấn đấu sĩ ở lấy ấn đấu sĩ đi. Mình đánh bạn đánh Ugot, mình đánh nhà phát minh. Trời ơi, mình có hai nước mắt rồi này, mình đánh bảy nhà phát minh là binh. Được bạn ơi. Sojin rồi, quyền trượng crit phép. Giáp máu dây xì. Xin game. Tính bạn ơi, chân. Có MF với cả khách banh thì chốt đơn nhá. Ok ok bạn ơi. Làm tí hai anh em lưu chích. Tài chế từ từ bạn, ra là có tiền mua nè. Ừ, Zilin. I'm feeling greedy. Zilin ngon. Tức là sao bạn cần Zilin gì để tôi giữ lại anh? À, không, mình ra Zilin rồi, mình ra Zilin mà. À, tôi cho bạn bảo cần Zilin. Mình ra Zilin rồi. Ba lùn rồi này. Mình có ban lùn luôn này. Từ từ nhé. Bà mình chương chương bạn ơi. Bà mình chương chương. Rồi làm cái giáp lửa và là ấm stress. Ra xong mình vứt ban lùn vô là đẹp đấy mọi người. Tài chế mà ngon hơn anh em ạ. Ra xong mình vứt ban lùn vô là đẹp. Ui địt mà chút đồ quỷ tư. Cái lòng má. Chứ đồ bí thư làm gì? Có hai nước mắt luôn rồi. Đấy. Mình làm một cái nước mắt mà làm cái Sojin. Cái nước mắt kia làm quyền trượng. Sojin quyền trượng Crit phép là đẹp. Bạn ơi! Cũng đến chất lượng phết đấy bạn ạ. Nhưng mà chúng nó cũng chất lượng lắm bạn ơi. Con Lit ra kìa bạn ơi. Con Lit kìa nhìn chắc quá bạn ơi. Chết mẹ Lit rồi. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, nó né nhiều quá bạn ơi. Ý, mẹ nó né nhiều thế, không được là thắng rồi. Cũng 5 hit liền. Né mấy cái lồn né. Ý, mình... à, khó nhỉ. Ờ, tôi còn hammer này. Hammer à? Bạn cần hammer cầm gậy không? Cần bạn ơi. Để hammer cầm gậy em cho bạn nhá. Chuẩn mẹ luôn bạn ơi. Hay là crit phép luôn. Hammer cầm crit phép à? Crit phép luôn thì tí bạn thọt đồ à? Tí bạn đẩy lại. Ok bạn ơi. Thắng luôn đấy bạn ơi. Có con hammer cầm quyết phép rồi đánh bài đấy đẹp. Sướng luôn bạn ơi. Bài bắt đồ đẻ đẻ. Được, được là lo. Bài bắt đồ hai tay chế luôn bạn ơi. Hợp lý bạn ơi. Bài thành đẹp lại ngon đấy bạn ạ. Bài tôi thì cần gì đồ bạn nhìn đi. Bố một đấu sĩ nó ỉa mồm người ta rồi, tôi đi cứu bạn đây này, lo cái gì? Tôi chỉ cần một đấu sĩ thôi. Mình có con sinh gì, nên là mình nằm nhà phát minh, mình vác con gấu, mình đấm vào mặt chúng nó luôn bạn ơi. Hợp lý bạn ơi. Đầy vách luôn bạn ơi. Ôi, đép bằng bài này luôn chứ.
Lead sẵn ra này. Chúng ta đẹp bằng bài này luôn. Đại máu này Vex ơi. Ui ngon chưa. Ba phát minh kìa. Ui bị thế. Ba phát minh bài bắt đồ hai pháp sư hai tài chế á. Hết nước chấm. Được mà. Đây thằng này là thằng hồi nãy qua phụ đây này. Báo cho em mở cầm nước mắt luôn. À cũng được. Làm quả Sojin tí nuôi Seraphine. Ui mẹ thằng này nó ghê quá bạn ơi. Ô Lissandra mạnh quá. Nè đéo công giờ được rồi. Mình còn nguyên 4 con đấu sĩ này. Mình qua mình cứu bạn. Ô Lissandra vừa yêu nó mạnh lắm. Mình có con găng lăn này bạn xài không? Thôi mình bỏ rồi, mình bỏ rồi. Ừ thôi đép luôn. Bạn đép win trước đi ngon hơn đấy. Tại vì bây giờ đánh mẹ cái bài găng lăn nó chuỗi thắng chuỗi thu nó xen kẽ ghét lắm. Nhà mình có một cái đai máu ở đây. Bạn làm thêm đai máu nữa. Hoặc là bạn làm giáp lửa cũng được. Đép đầu game cho nó khỏe. Giáp lửa thì sẽ đép tốt hơn. Ừ. Giáp lửa đép ngon hơn. Được. Mình nghĩ là mình lắp Sojin trước đi. Sojin lên mana cho nó nhanh. Giáp lửa tôi rồi bạn ơi. Tôi lấy cái đai máu rồi hỏng rồi. Rồi giáp máu đấy. Sao đó? Thì Mundo mà ván này bạn đánh Mundo chứ còn gì nữa. Lấy đấu sĩ trẻ đánh Mundo với lại Ugot. Đấu sĩ kháng phép giáp vàng. Kháng phép giáp vàng. Kháng phép giáp vàng. Thôi cho mình vàng đi bạn. Mình có 5 nhà phát minh rồi. Đúng rồi đấy. Đấy bạn cho mình vàng là mình làm như này luôn này bạn thấy không. Nó là form luôn này bạn. Discord mình up. Bạn cho mình vàng mình up luôn. Mình up hẳn level 6 luôn. Form quá đẹp bạn ơi. Mình đang cầm Lissandra này mà bạn đâu có nuôi Lissandra đâu. Thì vãi lồn. 4 đấu sĩ, 2 tài chế, 2 vệ sĩ. Mình 5 nhà phát minh xương xương. Mình không có gì nhiều. Mình chỉ có 5 nhà phát minh thôi. Mình có gấu thôi. 5 nhà phát minh là còn 3 yod đồ, 2 pháp sư, 2 tài chế. Thì mẹ đẻ vãi cả cứt. Rồi cứ đẻ là Hammer là tươi nhờ. Đó bạn trận này lên Hammer 3. Cái nhà phát minh lại đam chính Hammer. Được, nhà phát minh đam chính Hammer ngon mà. Ừ, thì nó ra nhiều. Ừ, cứ minh rồi. Đấy, tôi lại bị trì nữa bạn ạ. Vác gấu, vác gấu và đấm vào mặt. Tôi còn 4 con luôn này, khỏe thế. À, mình vừa hát tiền. Đai máu, nước mắt, tiền. Thôi bạn là lấy cái đai máu bạn làm cái giáp lửa đi, nhờ. Ôi. Hay là tiền. Mẹ, mẹ lấy tiền hoặc là lấy nước mắt à, nước mắt làm ấy à. Bạn thấy công lý à. Thôi nước mắt dư đẩn lắm bạn. Ừ thôi 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 bạn cho tôi cái đai máu đi. Đai máu đi, chốt cái giáp máu đi. Tôi đánh chỉ chờ bạn qua. Chốt cái giáp máu là binh rồi. Đéo gì. Chốt cái giáp máu là đẹp nhất rồi. Xong tí cái kia làm giáp lửa. Bài đấy không có giáp lửa đánh đần lắm. Đây đấy không có giáp lửa gặp mấy thằng hóa kỹ khác khó đánh lắm. Không mấy thằng thuật sư thôi là khổ rồi. Đã bút máu kinh lắm. Thọt đồ gì. Gì đâu thọt. À, bán Lissandra thôi, chẳng tiền này. Đến mai, 180 giáp, 2.000 máu, và đến mai. Này kêu thêm 1 tỷ thằng qua đây. Kêu thêm 1 tỷ thằng qua đây. Như vậy thì ít quá. Hơi ít rồi đấy. Cho hai luôn, cần mình cần cứu đéo đâu. Ui, tội nguyên hàn ra bạn ơi. Này ơi, ông Linh, ơi, ông Linh. Ui, vách 2 luôn. Ôi, cái ván này thì vãi cơ lìn rồi bạn ơi. Ôi, bạn nhìn cái ô thần tượng kìa chán chưa. Bạn hãy nhìn cái ô thần tượng đi. Bạn nhìn thấy không? Bạn nhìn thấy không? Bước vào vài mình này. Đi vào đánh Seraphine mất. Để mà đó ô thần tượng này phải có cái vút bẫy bạn ơi. Nó móc vào đít đấy. Ui gậy luôn rồi bạn ơi. Ui hai con sai rồi. Đi phải sai hai luôn mà thôi, không xài đâu. Ừ, sang đi ha.
Sao đéo đội hình này. Bán gấp. Vẽ đồ rồi bạn ơi. Cần cái găng đó là vẽ đồ rồi. Tí bạn cần Mundo Ugot thôi đúng không? Tí mình ship Mundo Ugot cho. Con này đi được. Mẹ 2.7 ra Saiyan 2 luôn vãi nồi. Mà không xài. Có Saiyan bây giờ tính ra mình thích Saiyan bây giờ hơn Saiyan hồi xưa các bạn. Saiyan bây giờ CC nhiều hơn, đam bé hơn. CC 2.5 giây luôn. Tí lên nuôi Victor với 7 nhà phát minh. Nếu mà có Victor thì đánh Victor cũng được bạn. Đánh Victor thì các bạn kẹp Lissandra là lấy học giả. Chúng ta châu clear nhanh thế. Mình có gấu mà bạn. Mình có gấu mà. Nếu mà bạn kẹp Lissandra, bạn kẹp Lissandra lấy học giả. Rồi có con sinh nghịt nữa là có 3 hóa kỹ. Ván này vách nhiều thế. Mọ ghét ghét đá qua bài Lissandra bây giờ. À quên, đá qua bài Victor nữa bây giờ đấy. À Victor là bị trùng trùng sóng bạn ơi. Thì bạn cũng đâu cần Victor bạn, lắm bạn, đâu bạn, bạn nhà phát minh Victor thì thoải mái. Ừ chứ trừ khi bạn là chơi bằng Victor hoặc kỹ thì mới bị trùng Mundo các thứ. Mình chơi nhà phát minh Victor. Nhà phát minh Victor thì mình kẹp Lissandra là 3 hóa kỹ hai hai luôn. Nhà phát minh Seraphine hay Victor đều binh, các bạn khỏi phải lo. Ôi, bài nhà phát minh học giả đánh với cả Victor cũng khỏe mạnh. Ôi cái này ấn kim cương đội hình bạn có thêm hai nhà phát minh bây giờ cái này là có rồng luôn này. Này, chuẩn bị này, đội hình bạn có thêm hai nhà phát minh. Lục loại phế liệu. Nhận trang bị đi, mình cứ tái chế đến hết game mà. Trang bị là binh ấy. Lấy đồ đi. Phế liệu, à chống đạn lởm quá nên tôi sẽ lấy cái không hề hấn để hồi máu đấu sĩ nhá. Thì đánh... đúng rồi, bạn lấy đấu sĩ, bạn lấy không hề hấn, binh vãi. Chắc chắn là tôi sẽ lấy rồi. Đúng rồi. Lục loại phế liệu, đúng rồi. Mình ván này mình đang có vẻ là thọt đồ nên mình sẽ lấy lục loại phế liệu. Lục loại phế liệu có sớm thì ngon, có bây giờ thì ít đồ hơn. Nhưng mà không sao, cũng được. Thế mình phải dùng vi đấy. Mình bỏ chút đồ đi, lấy cô tiền. À mà đâu, mình dùng Mundo Jack với cả mình dùng cả Tom Ken nữa thì con đéo là chả được. Đúng rồi. Nói chung ván này bạn có thể đánh 3 hóa kỹ thôi cũng được. Bạn chỉ cần đánh 3 hóa kỹ thôi. Bạn đừng đánh nhiều hóa kỹ. Ván này bạn đánh 6 đấu sĩ 3 hóa kỹ bạn ơi. Tại vì có cái đấu sĩ thì bạn phải vậy. Bạn không đánh được nhiều hóa kỹ. Đúng rồi, mẹ tính ra đúng rồi đấy. Thế hiểu sao đi bán chơi đi. Đúng rồi đánh mẹ sao đúng rồi bạn. Bạn đánh 6 đấu sĩ xong sao? Bạn phải hiểu bạn đánh 6 đấu sĩ ấy là bạn có con chuẩn đồ. Nó sẽ kích tăng chế cho con Zin đấy. À. Xong rồi về sau con về sau con lại ra được cái ấn gọi là gì? Thêm 1500 máu được tăng thêm bao nhiêu phần trăm sát thương ấy? À, sức mạnh khổng lồ ấy. Tôi thua à? À, bạn thua rồi kìa, không kịp qua cứu luôn. À, u gót kìa bạn. Gót này đồ xấu bạn ơi. Thì bạn tay công lý cũng được bạn ơi. Mẹ tôi thường nước mắt rồi. À. Thôi, bạn lượng cung hay BF đi. Rang là tài chế nó kết hợp với con trong đồ mình quên ấy. Bạn cứ cung với BF là đẹp rồi bạn ơi. Bỏ đi. Ờ, cung kìa bạn. Mình chắc là cái auto nước mắt thôi. Mình lượm u gót cho bạn xong tí. Xong tí cùng lắm là mình ship luôn. Đi không có gì. Mình lượm u gót cho bạn. Bạn không sao u gót thì mình lượm cho bạn. Không phải xoắn bạn đấy. Mình giữ con đồ. Giờ mình lên chết thì mình nhét được con gì vào Taric mà. Thôi đồ mẹ để đây nhiều thằng bây giờ nhiều thằng cyber lead không? Còn một thằng có một thằng cyber lead thôi. Nguy hiểm lắm. Lead của tôi xài à? Có thằng kia nó xài. Đây mình cầm u gót cho bạn. Đéo gì.
Tí mình ship qua gió, chẳng hạn U góp bàn tay công lý luôn. Các bạn chưa có Hammer 2 nữa. Thì đen bám, lùn nó toàn ra Chitana không à, mình thua rồi. À, con Lissandra nhìn ngán thế. Thằng này nó muốn đô ẩn hốc già luôn à. Ừ. Là Lissandra bắn này luôn hay sao ấy. Bà ngày ngon lắm ấy. Ừ. Là Lissandra luôn hay sao. Bắn này thì mình cần lên chết sớm, mình kiếm dây xì là binh. Má con Blitz khỏe thế. Ua. Kinh vãi đại thế mà thắng. Đại trì như này. Ui, Zana luôn rồi. Goggles on. Zana đẹp rồi. Cùng lắm tí mình lắp dây xì chủ tội cũng được các bạn. Ui. Bài này anh em chơi chung cái gì mà đéo bắt hộ bài nhau, nhìn ông kia tự roll garen, ông này thì tự chơi lắc, khổ vãi đái. Ai ngoài đúng chơi online đấy. 3.6 rồi này, chưa được cắt sạch đi với garen luôn. Garen ông này 1 luôn 3.6. Đi rồi đấy. Vậy mà vẫn rất cao là sao? 3.6 garen 1 gri 3. Chơi chung nhau rồi, bắt một bài nhau rồi. Có thể là auto-matching ấy, xong rồi không... Vậy đấy, 3.6 Garen 1 thì... Ôi chết mẹ là bạn ơi. Sao bạn? Bạn nhìn mình có con gì này. Thôi bỏ mẹ cho nó rồi bạn ơi. Xong rồi bạn ơi. Có vẻ xong rồi bạn ơi. Giờ mình roll Seraphim thôi bạn ơi. Ừ, đúng rồi bạn ơi, bán luôn con giấy đi được. Con này nào không hack được nữa. Thật thấy mẹ chúng nó rồi. Bọn nó nghe xui quá để mẹ. Rồi vút 7 luôn à. Vút 7 vút rồng luôn à, JC vút rồng. Orin luôn à. Tôi thừa nước mắt cho bạn này. Bán này mình ốp thẳng 9 thôi, mình roll ra một con Seraphim 1 rồi mình ốp thẳng 9 lại đây. Mình cần cái giáp bạn ấy. Cần cái giáp cái quyền năng đấy. Không thì tí mình ghép Sojin mình cho con ấy cũng được nhờ. Sojin cho Ori cũng được. Rồi JC quyền năng là được. Xong round này lên 8 roll nhé. Kiếm một rồng nhé. À, ván này xài Sreal 1 với Sigit 1 à? Khó thế nhở? Bảo con Sigit nào 2 không? Sigit phải ngoài khổ, vãi đái luôn, tài yếu, vãi đái luôn. Bảo có đang xài Sigit 2 hay gì không? Không, tôi có dùng Sing đâu. Tôi mất Sing từ đầu rồi. Có mỗi con Sing 1 à? Khó nhỉ. Bây giờ mình ốp chép mình roll luôn ấy, cũng được. Các bạn là có quà Mundo à này. Cái diệt là hơi vừa miếng thôi này. Mình có hai con Ugot rồi, tí mình ship cho bạn. Lo bạn đây. Rồi Seraphim đây rồi bạn ơi. Ê bạn ơi, hay tôi ship con Ugot của tôi cho bạn. À thôi. Từ từ bạn ơi. Để tôi giữ cái ship này tí tôi làm cho bạn. Xong round này mình có Seraphim rồi, mình có 7 nhà phát minh round này rồi bạn ơi. Mình có cả Mundo rồi. Ra rồi. Trong round này là 7 nhà phát minh rồi. Tí mà cầm cái phần đồ là ok. Còn mình chuyển lại đồ. À, mình cho bạn gì hết. Mình cho bạn gì luôn. Rồi bây giờ mình đã AK lên 9 rồi đấy. Hammer đâu cần đổi đồ bạn. Bạn cứ để Hammer cầm đồ này. Khi nào ra Hammer khác là đổi đồ Seraphim 6. Ôi gì. Ôi mèo luôn này. Mà hình như bài này không cần mèo. Bài này không xem mèo. Bài này không xem mèo anh em ơi. Ôi
bạn. Hey, thôi bạn. Bạn để dây đấy là thành bắn xa. Bắn rồng rồi. Bài này hình như không xài mèo đúng không ạ? Xài mèo là sẽ không có tái chế. Không xài được. Bạn có xài mèo không? Đúng rồi, bạn ván này bạn cũng không xài mèo, tại bạn 6 đồng tỷ. Thì level... Không xài được luôn đấy, không xài được luôn đấy. Tại vì bạn đánh 6 đồng tỷ. Bạn bán mẹ mèo đấy bạn ạ. Bạn cần 1 đô mà đúng không? Bạn có Ugot nào chưa? Có 1 Ugot mà. Thấy Ugot cho mình đi. Mình đưa bạn Ugot 2 đấy. Nhưng mà tôi sợ là tôi ship như thế thì tôi không đẩy được cho bạn cái gì ấy. Bạn cần đéo mình ra dây xì, mình ra 7 nhà phát minh, bạn đẩy cái đéo gì nữa. Đúng được. Ui dây nữa kìa. Thôi. Dây này hơi căng bạn ơi. Hơi căng. Khó khó. Thì đem máu thì đi mẹ mình cháu chịu. Bạn cần cái BF đúng không? Bạn làm tôi diệt luôn, tôi nhặt cái Batia. Batia hay cung săn đều được đúng không? Bạn xài cung săn đi bạn ơi. Đừng xài Batia. Thật đấy. Đâu? Bạn xài cung... còn mỗi một nhà lắp ráp mà. Thì tại vì ván này bạn không xài Victor. Thôi Batia cũng được, tùy bạn. Lấy đi. Tôi lấy cung xanh hả? Mình lấy Ori. Mình lấy cung săn đi. Thôi Ugot 2 rồi bạn ơi. Zinix bạn ơi. Ugot Zinix một lúc luôn nha. Ờ rồi ôi, thế thì mẹ nó là nước chấm. Lắp cho bạn cái diệt. Lắp cho bạn cái diệt luôn này. Hỏng rồi đấy, bạn làm thế hỏng bét rồi đấy, hư người rồi đấy. Jinx. Stand for Jinx. Der. Tôi có thai gì đấy cả. By my calculations. Hư hỏng rồi, đánh về mặt mèo hư người hết. Chết luôn đấy. Bạn cần Seraphine đúng không? Đúng rồi. Tanh tí. Nên mọi chạm nó hơi nhanh. Mày bán môn đồ cho bạn dễ roll này. Lại hàng rộng. Anh cứ hàng rộng rồi. Người ta đép early như thế rồi. Ui. Cái này hợp lý này, mài dao này, hai hàng đầu này ngon luôn nếu này. Nếu mà mình lấy học giả. Thôi phước lành đi. Ui. Đánh không ngon mà phước lành đâu. Mình cần phước lành đấy. Mày đọc cái chat inbox kia làm ấn mẹ nhầm một cái. Tí Ori cầm cùng đao được. Đồ sĩ 6 của tôi đâu rồi? Học giả làm gì? Học giả lên chết xe mèo được nhưng mà không xài Ori được. Bạn sẽ mất một thuật sư và bạn mất cả thuật sư lẫn máy móc. Đúng không? Cái máy móc ngon. Có siêu bút máu, siêu bút máu thì siêu bút máu với bạn. Cái phước lành này dư ra là tạo siêu mà. Bạn không tính tạo siêu à? Bạn không tính cái tác dụng tạo siêu quá à? Để nó nhớ đồ hồi căng ấy. 6 đồ xí chứ còn gì đó các bạn. Đây là tôi có cái trái tim đồ xí cả cái không hề hấn. Đi về 6 đồ xí chứ. Trừ tiền hơi cả anh em ơi. Bắt con Seraphine đã. Đẩy con Seraphine 2 lên cho Châu đi. Cho Châu nhanh lên để con Seraphine 3 đi. Đẩy nhanh cái tiến độ đi. Tôi lụng ở God 3 nhá. Ủa bạn đánh như vậy thì chắc lên 9 bạn xài con... Mèo Victor. Ờ, cho thêm Victor thì còn 5 hoa kỹ. Victor chứ sao lại mèo. Thực ra ở tên này là tôi có thể bỏ được con một con phủ liền Lissandra đi rồi. Tôi kẹp cảnh binh các thứ vào rồi. Ui. Bỏ Lissandra mà xài dạng Seraphine cũng được. Mình 2 Seraphine rồi này. Bỏ Lissandra thì bạn cả Seraphine. Mình ship Seraphine 2 này. Ship Seraphine 2 luôn hả? Bạn xài con Seraphine thay con Lissandra đi. Kéo con Ugot về. Lấy tí đam, từ từ bạn. Vội gì vậy?
đúng không? Ở cho bạn cho nó xịt xò. Đâu, bạn kéo con Ugot về đi. Thôi, nó kéo chết tí mẹ Ugot thôi. Có Blitz đéo đâu, còn Blitz đéo đâu. Không còn Blitz. Hết Blitz rồi. À, tôi đang phải rôn lại con đường ship mà nên tôi lắp nhầm. Vừa bổ nó qua xong bổ nó cút luôn. Ây da, tự nhiên bật u rẻ làm chi vậy? Bắn mèo. À ừ đúng rồi, mình có mày dao mà. Ý, có mà ngay trầu lịch anh tình. Phải mất để trên. Ủa bạn lấy mày dao à? Tôi không để ý ấn của bạn. Bắt cho bạn cái mũ đô này. Mũ phù thủy à? Bắt mũ đô gì? Tôi mũ đô 2 rồi. Tôi bỏ qua 4 mũ đô kìa. Không lên 3. Ờ à, vậy thì bắn. Ờ à, cuồng đao à? Đã nó xét thì không cần lắm nhỉ, JC nó giảm kháng phép rồi. Ba tia với cả BF cũng được. Lại có một diệt rồi. Cứ để đi, mũ cũng được. Bạn đâu có dư cái đồ gì đâu đúng không? Bạn cần cung không? Kháng phép bạn ơi, xin kháng phép. Mình xin cho bạn kinh cung. Tí mình kiếm cho bạn cần Zinix cung. Cung gì làm ba tia? Ừ. Thì bạn đang cần tôi cho các bạn. Bán Ori mình ship cho bạn cái cung. Bán luôn đi để cho nó tăng rate ra các bạn. Rồi đó, nãy giờ tao nhịn chúng mày ấy, xong round này tao đấm chúng mày này. Tí mình lên chết 9 mình kiếm cho bạn con Zinix nữa. Còn với cung là đẹp. Bạn làm cùng cung là binh. Thế bạn giết xích mẹ con Zinix lên trên một ô nữa đi. Mày ra mà. Ơ. Tôi đéo cần con Seraphine thần tượng, tôi đẩy cho bạn nhá. Rồi đẩy luôn đi. Con mèo. Đẩy đi, đẩy Seraphine luôn đi. Này cho cả cái kháng phép luôn này. Ơ. Mình đang tính ghép cùng cung cho bạn mà, bạn đẩy kháng phép chi vậy? Thì bạn mà ghép cùng cung cho mình thì đến lúc bạn có cái thìa thì bạn cũng đẩy lại được mà. Ừ. Cứ để đấy. Mình lắp mút lắm mút rồng đấy, chả để làm gì. Đây thì đã kháng phép rồi. Tí mình cho Ori kiếm mũ đi các bạn. Nhiều máu á, cho nó đấm tí đi. Xong rau này cho Uri vào là đấm cho nó là ui mà ơi, mình lấy cái ấn nhà phát minh luôn. Mình bỏ mẹ con sinh gịt đi. Chuẩn đấy. Nhưng mà bú được cả hai găng thì nó lại là ấm so. Mất cái bút rồng rồi. Thôi rồi lấy cái huyết kiếm cho con Zinix. Đi căng. Đúng rồi, huyết kiếm đi, tí có cục cung rồi. Đang xem có máy móc máy mủng gì không ấy. Không có máy móc đâu. Lắp gì lắp. Sao họ đi có mũ phù thủy luôn. Mật chất. The stage is set. Là mẹ nốt bút rồng ấy. Ôi bạn ê, ôi bạn ê. Mà tôi đủ đồ đấy, bạn cứ làng vút rồng cho bạn đi đấy, cho con lắp bắn ulti đỡ chết đi bạn ơi. Cho mẹ con Zana cái gì cần vút rồng đi. Zinix đủ đồ đấy hả? Ừ, tôi thấy là đủ rồi. Thế cùng cung má, mình để cùng cung làm gì đâu. Vút tin vút rồng được rồi. À. Mình sắp Seraphine 3 này 4 con lắp bắn ulti đỡ chết bạn ơi. Đấy, chết ui, đam kìa. Nó tích cái thời gian nắm to thế. 4 thuật sư, 4 lắp bắn ulti chết được các bạn. Tìm. Đây mình lắp cái lốc này. Lắp cái lốc với cái cùng cung này. Đây là mình đánh chiêu chiêu lên level chứ còn đi ba mình cũng hết mục tiêu mà làm rồi. À đây. Bạn cần Victor không? Ngoài bạn lên chưa... level thì mới cần bạn ạ. Thôi mình run Zinix cho bạn đi. Thôi Seraphine 3 mẻ rồi. Chơi bờ cái lèn gì đó bạn. Chơi bờ cái gì chứ. 4 thuật sư, 2 học giả. Gắt 7 nhà giấc minh. Ép chất chấm.
phần cái lồng má rồng chưa bút nữa mà nó phạt vậy đó. Ủa ba cái trứng đam rồi lôi cho 1 tỷ thằng qua đây nhiều và cái ui 5k5 đam lôi cho 1 tỷ thằng qua đây ít quá rồi đó. Khăn nữa hả? Ê bạn có muốn gì nước khăn không? Thôi làm ba tia rồi. Ừ ba tia ngon hơn. Có cái mảnh dao ba tia ngon hơn. Đang kiếm con Zinix đây, chưa ra. Cho Ori cũng được. Có khăn cho JC đi. Đúng rồi, khăn cho JC đi. Vừa tránh JC vừa dễ mít. Zinix, Zinix nào. Hết mẹ ấy rồi. I will shatter. Thích to không? Kiếm Zinix ship hay hơn. Đây là 2 con Zinix luôn này. Double luôn này. Đợi xíu, rau sau mới có tiền mà này. Mình xin nhiều khi đâu này end game mẹ rồi chứ. Bạn ơi, tôi có 7 con robot. Lắc 3 kìa bạn. Có tí tím rồi đó, lắc 3 là có tí tím rồi đó. Lắc 3 thì hơi căng rồi. Lắc 3 mình gặp lắc 2 à. Đó, lắc 3 mình phải ăn được. Lắc 3 mình ăn được bạn ơi. Mình 4 thuật sư lận mà bạn. Bạn ơi lắc 3 cũng mạnh bạn ơi. Ôi địch man game thật rồi. Đập ra làm gì. Lắc 3 cũng mạnh. Lắc 3 mà bắn đéo thì bắn Mundo chết đi đi. Không phải, con lắc nó có 2 nước mắt đâu, nó lên mana chậm lắm. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha. Nếu anh em muốn thử thách mình dép tướng mới hoặc là build đội hình mới á thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch. Dê, dê, trâu, trâu, trâu. Đã sinh ra là trẻ trâu tinh nghịch. Trẻ trâu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì trẻ trâu vô địch.